anh Tùng mình sẽ tận dụng những cái nhánh nhỏ đây anh leo và anh đứng cho dễ nha quý vị. Tại vì cái thân của cây sao này rất là lớn, không thể nào mà đứng ở trên cái cây lớn được. Anh sẽ tận dụng cái nhánh nhỏ kế bên để anh đứng. Đây là cái nhánh kế bên này quý vị.